Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của giáo sư Ngô Bảo Châu. Ông Ngô Bảo Châu, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1972 tại Hà Nội, là một nhà toán học Pháp Việt. Ông là người Việt Nam đầu tiên giành được huy chương Fields tính đến năm 2010. Ông là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Việt Nam phong học hàm giáo sư. Ngô Bảo Châu, thời niên thiếu, là học sinh trường tiểu học thực nghiệm, trường trung học cơ sở. Và sau đó, học khối toán thuộc khoa toán cơ, tin học trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là trường trung học phổ thông chuyên, khoa học tự nhiên thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, là sinh viên trường Đại học Paris 10 và trường sư phạm Paris 1992 đến năm 1994, rồi sau đó là sinh viên cao học nghiên cứu sinh của trường Đại học Paris 11. Ngô Bảo Châu bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1997, trở thành nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, lấy bằng Habilitation. Sau đó, được bổ nhiệm làm giáo sư toán học tại trường Đại học Paris 11 năm 2004. Năm 2007, ông đồng thời làm việc tại trường Đại học Paris 11, Orsay Pháp và Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton, Hoa Kỳ. Trong những năm 2008, ông công bố chứng minh bồ đề cơ bản cho các đại số Lie, hay còn gọi là bồ đề cơ bản Lie. Năm 2010, khi biết tin sắp nhận giải Fields, đã tranh thủ nhập quốc tịch thứ hai với hy vọng giải thưởng sẽ đem lại vinh dự cho các nhà toán học Pháp. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2010, ông là giáo sư tại khoa toán Viện Đại học Chicago. Ngày 9 tháng 3 năm 2011, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục đã công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán và quyết định bổ nhiệm ông Ngô Bảo Châu làm giám đốc khoa học của Viện. Với nhà giáo Phạm Toàn và giáo sư toán học Vũ Hà Văn, giáo sư Ngô Bảo Châu mở một trang mạng giáo dục với tên là Học Thế Nào, chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 5 năm 2013 với kỳ vọng đóng góp vào việc tìm ra phương hướng giải quyết các vấn đề giáo dục của Việt Nam. Tháng 10 năm 2013, ông là chủ tịch danh dự của câu lạc bộ Nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội theo lời mời của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Duân Nhạ. Ngô Bảo Châu sinh ra trong một gia đình trí thức truyền thống. Ông là con trai của tiến sĩ khoa học ngành cơ học chất lỏng Ngô Huy Cẩn, hiện đang làm việc tại Viện Cơ học Việt Nam. Mẹ của ông là Phó giáo sư tiến sĩ Dược Trần Lưu Vân Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Việt Nam. Ông là cháu họ của Ngô Thúc Lanh, một giáo sư toán viết cuốn số đầu tiên. Năm 22 tuổi, sau khi học xong thạc sĩ ở Pháp, ông Ngô Bảo Châu lập gia đình với Nguyễn Bảo Thanh, người bạn gái học chuyên toán cùng ông tại trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Hà Nội. Đến tháng 8 năm 2010, người có với nhau 3 người con gái: Ngô Thanh Hiên sinh năm 1995, Ngô Thanh Nguyên sinh năm 2000 và Ngô Hiền An sinh năm 2003. Ông đã 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic toán học quốc tế tại Australia năm 1988 và Cộng hòa Liên bang Đức năm 1989, và cũng là người Việt Nam đầu tiên giành 2 huy chương vàng Olympic toán học quốc tế. Năm 2004, ông được trao tặng giải nghiên cứu Clay và Viện Toán học Clay cùng với giáo sư Lamont đã chứng minh được bồ đề cơ bản cho các nhóm UNITA. Năm 2005, khi được 33 tuổi, ông Ngô Bảo Châu được nhà nước Việt Nam phong đặc cách hàm giáo sư. Cuối năm 2009, công trình bổ đề cơ bản cho các đại số Lie của ông đã được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Với các công trình khoa học của mình, giáo sư Ngô Bảo Châu được mời đọc báo cáo trong phiên họp toàn thể của Hội nghị Toán học Thế giới năm 2010, tổ chức tại Ấn Độ vào ngày 19 tháng 8 năm 2010. Tại lễ khai mạc, giáo sư đã được tặng thưởng huy chương Fields. 29 tháng 8 năm 2010, tại buổi lễ chào mừng ông nhận giải Fields đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nhằm khuyến khích nền khoa học nước nhà, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng Ngô Bảo Châu một căn hộ công vụ trị giá 12 tỷ ở tòa nhà Vincom, Hà Nội. Mặc dù có nhiều ý kiến khác xoay quanh việc nhận căn hộ, nhưng ông khẳng định giải thưởng này là xứng đáng và đã nhận căn nhà 160m² đầu tháng 11 năm 2010. Trước đó, ngày 4 tháng 9 năm 2010, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội đã lựa chọn thêm Ngô Bảo Châu vào danh sách công dân thủ đô ưu tú lần thứ nhất năm 2010. Tháng 4 năm 2011, Thống Pháp Nicolai quyết định trao tặng ông huân chương bác đổi bộ tinh của nhà nước Pháp và ông chính thức sang Pháp nhận giải thưởng vào ngày 27 tháng 1 năm 2012. Một tháng sau, ông Ngô Bảo Châu cùng với 5 người khác đã được Viện Đại học Chicago trao tặng danh hiệu giáo sư đã có những thành tựu xuất sắc. Năm 2012, ông là thành viên danh dự của Hội Toán học Hoa Kỳ,
ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.